Nếu như bạn là một người nghiện mạng xã hội và thời gian gần đây thì bạn luôn luôn sử dụng cái ứng dụng TikTok này hàng ngày và bạn không thể nào mà từ bỏ được cái việc đó là lướt cái màn hình TikTok hàng ngày để xem những cái nội dung video mới, thì chắc hẳn là các bạn cũng đã nhận ra đó là TikTok hiện tại cũng đã có rất nhiều những cái video quảng cáo mà gây ảnh hưởng đến cái chất lượng xem video của chúng ta, và nó sẽ không giống như ngày xưa nữa. Hiện tại thì TikTok đã có cho phép rất nhiều những cái đơn vị quảng cáo hiển thị những cái video trên ứng dụng TikTok, và mỗi khi chúng ta lướt TikTok thì chúng ta thỉnh thoảng vẫn gặp những cái video quảng cáo. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho bạn cái cách giúp chúng ta thì là hạn chế và cũng như là tắt bớt những cái hiển thị quảng cáo của những cái nhà quảng cáo mà đã hiển thị cái nội dung quảng cáo lên trên cái ứng dụng TikTok nha. Các bạn thấy là khi mà mình lướt TikTok này thì một lúc thì mình lại thấy một cái ứng dụng quảng cáo, và đây chính là một cái ứng dụng quảng cáo của Shopee. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ cho bạn cái cách các bạn có thể là hạn chế được những cái quảng cáo của liên quan đến những cái nhà quảng cáo ở trên cái ứng dụng TikTok nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn là cái phần hồ sơ của các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn là cái phần dấu ba gạch ở đây và chọn là phần cài đặt và quyền riêng tư. Rồi, trong cái phần cài đặt và quyền riêng tư này thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục đó là quảng cáo. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần đó là cài đặt nhà quảng cáo. Và ở đây thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một vài những cái nhà quảng cáo có thể xuất hiện ở trong những cái nội dung video ở trên trang TikTok cá nhân của chúng ta. Và khi chúng ta lướt thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ nhìn thấy những cái video của những cái nhà quảng cáo này. Và các bạn sẽ tắt đi bằng cách là chúng ta sẽ ấn những cái phần nhà quảng cáo này đi. Các bạn sẽ lần lượt ấn hết cho mình. Đó. Và các bạn lưu ý là đối với cái quảng cáo này thì nó ghi rõ đó là các bạn sẽ khi mà các bạn ấn như này thì các bạn sẽ không thể nhìn thấy những cái video quảng cáo tương tự ở trong tương lai trong vòng 28 ngày. Tuy nhiên thì bạn vẫn có thể là nhìn thấy những cái quảng cáo của những nhà quảng cáo này ở trên các mạng quảng cáo khác. Có nghĩa là khi mà chúng ta ấn như này thì trong những cái nội dung video trên TikTok chúng ta xem thì những cái nhà quảng cáo này nó sẽ bị ấn đi và các bạn sẽ không nhìn thấy trong vòng 28 ngày. Tuy nhiên thì nếu là những nhà quảng cáo khác thì các bạn vẫn có thể nhìn thấy nha.